Hello và xin chào tất cả các bạn, những người đã quen sớm với video quen. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Show và tôi sẽ đây. Và trước khi vào video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng những cái tấm fanart cực kỳ cute phô mai que đến từ vị trí của bạn Phương Anh Trương nha các bạn ơi. Thì bạn này hiện tại đây được cái danh hiệu đó chính là chuyên gia kể chuyện của hình ảnh ở trong group bộ tộc sói của mình. Thì bây giờ các bạn hãy cùng mình đi xem là bạn này kể những câu chuyện gì thông qua hình ảnh mà bạn đã vẽ mà được một cái danh hiệu ngầu quá trời ngầu như này nha anh em ơi. Này cậu đấy, cậu ăn gì mà sao đáng yêu thế? Mình ăn chúng với sự đáng yêu cô tê phong mai que và lòng yêu thương của các bạn fan đó. Nhiều vì đã gửi tặng cho mình những cái tấm fan art cực kỳ cute for my que này nha. Và nếu bạn nào có bất kỳ cái tấm fan art nào mà giống như thế này, hoặc nếu các bạn bắt gặp được những cái khoảnh khắc nào đó của Rome mà các bạn hãy quay lại được, hoặc là các bạn edit lại được, thì các bạn đừng quên tham gia vào group bộ tộc sói để chia sẻ những cái điều đó cùng với các bạn ủng hộ cho Rome nha. Còn bây giờ thì intro. Ê, trời ơi, mệt muốn xỉu luôn vậy, trời ơi. Hello anh em nha, và tôi vừa đi mai xong anh em ạ. À, anh em nhìn nè, tôi vừa đi mai về một đống quặng luôn anh em không? Nhấn mạnh là một đống quặng luôn nha anh em ơi. Bây giờ tôi nghĩ tới cái chuyện mà tôi phải vào nhà, tôi đem sắt tôi nung, xong rồi tôi chờ nó nung lên thành phôi sắt, rồi tôi cầm phôi sắt tôi bỏ vô rương phân loại ra từng cái đàng hoàng, rồi tôi lại tiếp tục bỏ đá điện vô tôi nung, rồi chờ đá điện nung xong lại tiếp tục phân loại vào rương, xong rồi lại tiếp tục nung vàng. Trời, tôi mệt lắm anh em ơi. Bây giờ tôi chỉ thích đi mai thôi, tôi muốn bùm một cái tôi hồ biến, tôi búng tay một cái tự nhiên mai xong bỏ vô rương tự động những cái quặng của mình trở thành những cái phôi sắt, phôi vàng và đá điện mà không cần phải chờ nó nung anh em ạ. Anh em nào giống tôi không thì anh em đừng quên để lại bình luận phía bên dưới cho Rô biết nha. Trời, bây giờ tôi mệt quá anh em, bây giờ vô còn phải gọi chờ nó nung nữa, đủ thứ chuyện trên trời á. Ồ, hello tiến sĩ gà. Ui, xin giới thiệu với anh em, đây là tiến sĩ gà, người bạn đồng hành của tôi anh em ạ. Có anh em nào còn nhớ cái thằng Mr. Gà không? Cái thằng ở trong mà những cái video mà tôi chơi bắt cua mà hồi trước tôi còn giới thiệu với anh em á. Lâu rồi anh em không gặp nó đúng không? Thì nói đây nè, tôi đã đưa nó vào mini world nè anh em. Và hiện tại nó với một tên ít hơn, ngầu hơn, tiến sĩ gà, thấy không? Nghe biết thông thái liền rồi. Hello tiến sĩ. Hello Ro. Đi mai có vẻ là một công việc vất vả nhỉ? Trời, ông đừng hỏi nữa tiến sĩ ơi, buồn lắm. Bây giờ tôi còn phải chờ nó nung ra sắt, nung ra vàng, nung ra đá điện nữa tiến sĩ ơi. Ông chỉ biết ngồi nó mới lạnh, ông hiểu gì nỗi khổ của tôi đâu. Trời ơi, buồn quá. Ai, đừng có lo, cậu không cần phải chờ nung là phân loại từng vật phẩm đâu. Ông nói thì dễ lắm vậy á. Bây giờ tôi đào sao mà ông lại không nung nội? Bây giờ là thời đại 4.0 rồi, tất cả mọi thứ người ta làm đều là automatic, cậu hiểu không? Automatic. Còn ai đâu mà ngồi chờ nung từng cục như cậu nữa. Hãy vứt tất cả đống quặng mà cậu mai được vào cái rương bên kia đi, nó sẽ tự động chuyển thành phôi qua rương bên cạnh cho cậu. Ủa, ông vừa phát minh cái gì hả tiến sĩ? Ồ, các bạn ơi, tiến sĩ lại phát minh ra cái gì nè anh em ơi. Tôi bước vô nhà tôi thấy cái gì nó lạ rồi. Tôi bước vô thấy cái gì lạ rồi. Ok, bây giờ tiến sĩ kêu mình là quăng hết những cái món đồ ở bên đây phải không? Quăng nè. Ok, quăng hết quặng ở bên đây. Ê, sao tự nhiên cái nó chạy đi mất tiêu anh em. Trời, sắt chạy đi mất tiêu nè. Ủa, trong rừng bên đây có cái gì đâu? Ủa, mà sao mình đặt ở bên đây chạy đi mất tiêu rồi? Ê tiến sĩ ơi, mất sắt mất vàng của tôi hết trơn rồi ông ơi. Ông quay qua đem nói chuyện tôi coi, ông kêu tôi bỏ trong kia xong mất sắt hết vàng hết trơn rồi. Ủa, automatic là cậu bỏ quặng vào, nó tự đưa quặng xuống dưới, tự nung, rồi tự đưa phôi lên rương phân loại cho cậu mà cậu không cần phải chờ. Chứ tôi có phải là Tôn Ngộ Không sử dụng được 72 phép thần thông biến hóa đâu, mà búng tay một cái rồi ra phôi cho cậu liền. Không làm mà muốn có ăn không à, chờ xíu đi ba. À mà nhớ bỏ than vào cái rương bên cạnh, gạt cần để cho than nó vào lò thì mới có thể nung được nha. Gạt cái cần hình nào thì than nó sẽ vào cái lò tương ứng với cái vật phẩm đó. Nhớ nha, không là không có nung được đâu. À, tôi hiểu anh em, tôi hiểu rồi. Tức là bây giờ mình phải bỏ than vào trong cái này nè. Đó, là cái này nó sẽ chạy xuống hopper với đây đúng không? Đúng không? Nó sẽ chạy xuống hopper với đây nè. Đó, than bắt đầu chạy xuống nè anh em. Bây giờ mình sẽ gạt cần vào lò sắt đi. Đó, xong rồi mình sẽ gạt cần vào lò vàng nè. Đó, mình chia mỗi cái một miếng anh em. Đấy, mình chia mỗi cái một miếng vậy cho nó ấy anh em. Đó, ok, rồi. Ồ, nó lên rồi nè, đi bơi.
trời ơi, mình có xác rồi, mình không thường chờ anh em ơi. Nó lên rồi, trời ơi, hay quá anh em ơi. Trời, máy phân loại trong sinh tồn. Có máy này là sau này mình không cần phải chờ nung nữa anh em. Mình chỉ việc bỏ hết tất cả vào trong đây là sau đó là mình có thể là đi làm những cái việc khác mà mình không cần phải chờ nó nung nữa. Hay quá trời. TC ơi, trời, chị tôi ông ơi. Chị tôi với. Ok các bạn ơi, và sau khi mình gặp cái đích, rất là mong vận dụng nó công rằng hết tất cả những cái kiến thức sống mấy chục năm trên cuộc đời của mình về cái chuyên môn đỉnh hot, thì cuối cùng mình cũng đã có thể moi được cái thông tin về cái máy phân loại này từ tiến sĩ gà để chỉ cho anh em còn anh em. Thật ra thì cái máy phân loại này chỉ là một cái phiên bản tối ưu và nâng cấp hơn so với cái máy phân loại bên Minecraft và thôi, đồng thời nó cũng dễ làm hơn nha anh em ơi. Và có một cái chuyện cực kỳ quan trọng mà mình cần phải nói với các bạn ở trong cái video này luôn, cực kỳ quan trọng và hệ trọng luôn mà anh em cần phải nghe nha. Anh em biết đó là chuyện gì không? Đó chính là tôi vừa phát hiện ra là hơn 65% người coi ở trên kênh của tôi chưa có bấm đăng ký cho tôi anh em ơi. Tôi buồn quá, và các bạn cũng không có like cái video nào cho tôi luôn. Tôi buồn quá, mang anh em xem chùa nhiều quá. Nếu anh em nào thích tôi, mến tôi, quý tôi thì anh em đừng quên là bấm đăng ký kênh Siro Official để ủng hộ cho Ro nha. Và nếu bạn nào thích video cho Ro thì các bạn cũng đừng ngần ngại bấm vào cái nút like và chia sẻ cho cái video này để Ro có động lực làm những video hay hơn nha anh em ơi. Và nếu bạn nào muốn Ro làm ra nhiều video giống như cái series này, nhiều video bổ ích hơn, nhiều video hay hơn, thì anh em đừng quên comment phía bên dưới với cái hashtag là tiến sĩ gà nha anh em ơi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần hướng dẫn nha. Thì cái máy phân loại này thường á, nó sẽ có 3 đường ống chính. Đây, như các bạn thấy là 3 đường ống nè. Tuy nhiên thì có một đường ống chúng ta không cần thiết phải lắp vào, đó chính là đường ống dẫn than. Thì đường ống này các bạn có thể xây một căn hầm mà các bạn tự xuống các bạn bỏ than vào lò được, nên tạm thời mình sẽ bỏ cái đường ống này ra để các bạn nhìn cho đỡ rối nha. Thì bây giờ chúng ta chỉ còn là 2 đường ống mà thôi. Và 2 đường ống này chúng ta sẽ có 2 chiều. Một chiều là đi xuống, thì chiều đi xuống là chiều của cái lò. Và một chiều là chiều đi lên. Thì chiều đi lên khá đơn giản, các bạn chỉ cần đặt cho cái máy thu phát này nó đưa lên trên thôi. Còn cái chiều đi xuống mới là cái chiều quan trọng mà chúng ta cần phải hướng dẫn ở đây nè. Ok anh em ạ. Thì trước tiên mình sẽ chỉ cho anh em cái cơ chế hoạt động của cái máy thu phát này. Đó, mà ở bên Minecraft người ta gọi là cái hopper á. Thì cái máy thu phát này khi các bạn để bình thường á, nó sẽ nhận tất cả những cái vật phẩm mà các bạn vứt vào trong nó. Ví dụ nha, ở trong sáng tạo chúng ta không thể vứt đồ được, nên là mình sẽ tạm thời để một cái rương ở đây. Sau đó mình sẽ bỏ một cái rương khác vào trong cái rương. Ui hay quá anh em, bỏ một cái rương khác vào trong cái rương này. Và nó dẫn xuống cái máy hấp đơn nè anh em không. Nó sẽ dẫn hết tất cả những món đồ mà các bạn bỏ trong cái rương này xuống. Đây, mình sẽ cho anh em coi lại nè. Mình sẽ lấy cái rương này ra, bỏ rương này vào trong cái rương kia. Đó, nó sẽ dẫn xuống cái máy thu phát này anh em thấy không. Nhưng khi mà chúng ta tác động đá điện lên trên cái máy thu phát này, ví dụ cái này đi, thì cái thanh vật nó sẽ quay ngang nè anh em không. Bình thường anh em thấy nó quay dọc nè, nhưng khi chúng ta đặt vào, đó, nó quay ngang nè, quay dọc nè. Tức là khi nó quay ngang như này là nó đã khóa cái máy thu phát lại rồi. Và khi chúng ta bỏ bất kỳ món đồ nào vô thì nó cũng sẽ không chuyển xuống dưới. Đó, và đây là cái tiền đề để chúng ta có thể làm ra được một cái máy phân loại như cái máy này anh em ạ. Thì đầu tiên là các bạn hãy để cho mình một cái lò như thế này. Các bạn để cho mình một cái máy thu phát ở trên. Đó, giống như thế này. Sau đó anh em hãy để một lớp tường như này và anh em bấm máy thu phát vào đây. Đó, thật ra thì cái ống thu phát này là nó hướng vào đâu thì nó sẽ đưa đồ xuống đó, anh em hiểu không? Nên là mình phải để cái ống thu phát này nó hướng qua bên đây, hoặc bất kỳ hướng nào cũng được, miễn không phải là hướng xuống dưới, để khi mà chúng ta có thể kích hoạt đá điện khóa cái này lại. Đây, chúng ta kích hoạt đá điện, đây chúng ta khóa cái này lại nha, thì nó sẽ không đưa đồ xuống dưới, chúng ta bỏ đồ vào nó sẽ không đưa xuống dưới. Còn nếu như mà chúng ta để cắm thẳng xuống đây như thế này và chúng ta bỏ đồ vô, đây chúng ta bỏ đồ vô thì lập tức nó sẽ bị đưa xuống dưới liền. Đó, anh em thấy không, nó sẽ bị đưa xuống dưới liền. Nên là chúng ta phải để cho nó quay bất kỳ cái chiều khác, không được để cho nó quay cái chiều xuống hopper bên dưới nha. Rồi, và sau đó các bạn hãy từ cái hopper thứ hai này các bạn xây ra cho mình một cái hình dấu cộng thiếu góc như này đi. Đó, dấu cộng thiếu góc như này cho mình. Và sau đó các bạn lấy cho mình một cái máy so sánh và các bạn bấm đặt đây. Đấy, các bạn đặt như thế nào cho cái đầu tam giác này nè, cái mũi nhọn tam giác này nó chĩa vào bên cái hướng ngược lại của cái hopper này nha. Sau đó anh em đặt dây điện như thế này cho mình và anh em đặt một cái dây điện như đây. Đó, anh em đặt giống y chang mình là được. Đó, đặt như này nha. Sau đó anh em sẽ để cho mình một cái máy tăng điện năng như thế này và đặt một cái đèn đá điện ở đây. Thì khi chúng ta đặt cái đèn đá điện ở đây á, thì cái hopper này nó sẽ khóa lại, và khi mà chúng ta bỏ bất kỳ cái đồ nào vào đây nó sẽ không hoạt động, anh em thấy không? Tuy nhiên anh em, như anh em thấy nè, nó sẽ có một cái quy luật khá đơn giản thôi. Cái máy thu phát này nó sẽ kích hoạt cái máy so sánh điện năng này. Ví dụ khi mà mình bỏ một cục sắt vô nè, anh em sẽ thấy đường điện nó bắt đầu hoạt động rồi đúng không? Nhưng đường điện rất yếu và nó không đủ sức để có thể truyền xuống cái máy phát này. Khi mình lấy đá sắt ra thì anh em thấy đường điện nó dừng, thấy không? Nó đứng yên một chỗ và nó không có di chuyển nè. Nhưng khi chúng ta bỏ sắt vào thì nó sẽ di chuyển. Đó. Và theo như mình tính toán thì tầm khoảng 22 cục sắt là đủ để cho cái máy này nó có thể hoạt động. Đây, đó, thấy không? Cứ tới 18 nó sẽ dừng nè, đó.
đó, điện nó sẽ không đủ. Nhưng khi chúng ta để hơn số 22 nè, 4 cộng 18 là 22 đúng không? Khi mà mình để thêm một cục vô, đó nó sẽ chuyển xuống dưới nè, thấy không? Đó nó sẽ chuyển xuống dưới. Đó, đây này nó sẽ chuyển xuống dưới nè. Đấy không? Và nó sẽ chuyển xuống cái lò dưới đây. Đấy, nó sẽ chuyển xuống cái lò như này, anh em không? Và luôn luôn lúc nào trong cái hopper này nó cũng sẽ dư một cục như này đó, nên mình yên tâm nha, nó sẽ dư một cục như này. Và anh em chỉ cần chuẩn bị cho mình tầm khoảng 12 cục sắt và bất kỳ đồ nào cũng vậy nha. Chuẩn bị cho mình tầm khoảng 22 món vật phẩm, sau đó anh em để full cái lò như này để tránh trường hợp những cái món vật khác khi mà bị rơi vào cái rương. Ví dụ như khi mà mình để như này nè, mình bấm vào, mình bỏ sắt vô thì nó chỉ chuyển sắt xuống thôi. Còn mình bỏ vàng vào nó sẽ không chuyển vàng xuống. Nếu như anh em không để full cái hopper như thế này thì nó sẽ chuyển đồ linh tinh xuống rất là nhiều. Đó, anh em thấy không? Nó sẽ đi như này nè. Và có một cái mà anh em lưu ý nữa, đó chính là với cái rương này, món vật phẩm được chuyển xuống dưới sẽ là món vật phẩm đứng đầu tiên ở trong cái rương này. Và cách tính thì nó sẽ là từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đây, từ trái qua phải và từ trên xuống dưới, thấy không? Ví dụ như anh em để vàng ở đây, anh em để sắt ở đây, sắt nó sẽ không xuống bởi vì vàng đang đứng trước sắt. Nếu anh em để vàng đứng sau sắt thì nó sẽ chuyển sắt xuống cho anh em. Đấy, giống như thế này, anh em thấy không? Nên là những cái món đồ mà anh em cần chuyển xuống luôn phải được nằm ở cái ô đầu tiên này nha. Thì thật ra nó có thể nằm bất kỳ ô nào, miễn là không có bất kỳ vật nào đứng trước đó là được, thì nó đều có thể chuyển xuống được. Nhưng mà chúng ta cứ mặc định cái ô này cho nó dễ nha anh em. Đấy, là bây giờ chúng ta đã xong cái máy phân loại và anh em có thể bỏ bất kỳ món đồ nào vào cái rương này mà anh em không cần phải lo là nó sẽ bị tạp nham và nó bị đưa lên tùm lum. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần là chuyển lên trên. Thì chuyển lên trên nó khá là dễ thôi. Anh em chỉ cần đập cho mình xuống hai ô như thế này, sau đó anh em hướng lên cái đường nè, đập một hopper đây, hopper đây, hopper đây, hopper đây. Rồi, và anh em bay lên trên, đập một cái ngang, nhớ là chỉ vào cái hopper này nha, đặt ngang như này. Đó là xong, nó sẽ tự động chuyển sắt lên trên nha anh em. Anh em nhìn nè, à quên, tôi chưa bỏ than vô ba. Đó, và thế là sắt đã được đưa lên, nhìn anh em không? Đó, vậy là chúng ta đã xong được cái máy phân loại cơ bản nhất rồi. Tuy nhiên với cái máy phân loại này thì anh em phải bỏ từng rương, tức là anh em vẫn còn phải đi tìm vòng các rương. Ví dụ anh em tìm nè, ví dụ như là bây giờ mình sẽ có một loạt rương như thế này đi, đúng không? Mình sẽ có một loạt rương như thế này, anh em vẫn phải bỏ rương sắt ra rương sắt, rương vàng ra rương vàng, rương đá điện ra rương đá điện, mà mình phải đi tìm rất là lâu, chứ mình không phải bỏ hết tất cả những cái món đồ vào trong chung một rương được. Đâm ra là cái máy này nó vẫn còn rất là nhiều hạn chế. Và sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn một cái máy nâng cao hơn, là các bạn chỉ cần bỏ hết tất cả những cái đống quặng các bạn vào, nó sẽ tự động phân rương cho các bạn luôn. Thì nó chỉ nâng cấp từ cái máy này thôi chứ không có gì đó anh em ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi thôi. Ok, và đây là cái máy phân loại cấp cao hơn nè anh em ơi. Thì đối với cái máy này anh em không cần phải bỏ sắt ra sắt, vàng ra vàng nữa, mà anh em có thể bỏ sắt và vàng vô cùng một ô luôn, và nó sẽ tự động chuyển lên đúng rương cho anh em. Đó, thì ở đây mình sẽ làm mẫu hai lò nha. Thật ra là anh em có thể kéo dài ra tầm khoảng 100, 1000, 2000 lò cũng được, nhưng mà mình cứ làm mẫu hai lò đi, còn những cái lò phía sau các bạn chỉ cần làm tương tự nha. Thì ở đây chúng ta chỉ cần bỏ vàng vào và sắt vào nè. Đó, thì vàng nó sẽ auto vào lò bên phải mà nó không hề vào cái lò bên trái, anh em thấy không? Đó, nó sẽ không hề vào cái lò bên trái. Còn khi mình bỏ vàng ra thì sắt nó sẽ xuống, và sắt nó sẽ auto vào cái lò bên trái này mà nó không vào cái lò bên phải. Đó, anh em nhìn thấy không? Và cái việc còn lại của anh em chỉ là anh em chỉ cần chuyển cái lò này lên trên cái rương mà anh em muốn thôi, chứ không cần phải gọi là làm từng bước giống như hồi nãy nữa. Thì cái này làm như thế nào nó khá là đơn giản thôi. Đầu tiên anh em cần phải đặt cho mình tầm khoảng hai cái lò như thế này, cách mặt đất một ô nha. Đó, và hai cái lò này anh em có thể đặt cách nhau một ô hoặc là nhiều hơn nếu như mà anh em có dư máy thu phát. Nhưng mà cái máy thu phát này để tiết kiệm cho anh em thì mình sẽ đặt một ô như thế này thôi, và nó sẽ khác hơn so với một chút cái máy cũ. Đó chính là cái máy cũ chúng ta chỉ cần hai cái máy phát này cho một cái đường xuống. Tuy nhiên đối với cái máy này chúng ta sẽ cần ba cái máy, đó, ba cái như thế này. Đó, thì hai cái như cũ thôi, đây hai cái như cũ là hai cái chúng ta sẽ đặt như cũ như thế này. Đó, anh em thấy không? Hai cái sẽ đặt như cũ như thế này. Tuy nhiên nó còn một cái khác nữa, đó chúng là cái hàng thứ ba chúng ta sẽ đặt cho nó đi ngang. Đó, nó sẽ đi ngang như thế này. Và đây là cái mấu chốt quyết định các bạn có làm được thành công không nha. Thì cái rương bắt buộc các bạn chỉ được phép chạm vào một ô thôi, tức là cái rương nó sẽ chạm như thế này, nó chỉ được chạm vào một ô như này thôi, nó không được chạm hai ô như thế này thì nó sẽ bị lỗi liền. Các bạn chỉ được chạm một ô như này thôi thì nó mới có thể hoạt động được nha. Rồi, sau đó thì các bạn làm tương tự như cái máy cũ thôi anh em, không có gì phải khó khăn cả. Ok, và mình đã lắp xong cái phần đá điện rồi, và bây giờ mình chỉ việc lắp 22 cục vàng vào trong máy vận chuyển bên đây và 22 cục sắt vào trong máy vận chuyển bên đây, giống như cái máy phân loại cơ bản mà thôi. Chúng ta có thể đảo ngược vị trí của vàng và sắt cũng được, nó vẫn như nhau thôi. Và bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem nha. Bây giờ mình sẽ bỏ vàng vào thử nè, thì anh em sẽ thấy là vàng nó sẽ không hề xuống cái lò dưới đây, mà nó sẽ đi ngang qua cái máy vận chuyển này. Đó, nó đi qua cái máy vận chuyển này và sau đó nó sẽ xuống cái máy vận chuyển dưới đây, xuống cái lò dưới đây, anh em thấy không? Còn đối với sắt thì nó sẽ ngược lại, nó sẽ không hề đi ngang qua cái máy vận chuyển này. Đó, đây mình nè, không hề có một cục sắt nào đi ngang qua cái máy vận chuyển này luôn, mà nó đi thẳng xuống cái lò này.
đó. Ủa tại sao nó lại hay như vậy, tại sao lại vi diệu như vậy? Thì thật ra là cái nguyên lý hoạt động của máy vận chuyển nó khá là đơn giản nên em không hề phức tạp đâu. Ví dụ khi chúng ta có một cái máy vận chuyển ở bên dưới như thế này và chúng ta có một cái máy vận chuyển ở bên trên, tuy nhiên cái vòi của nó sẽ hướng sang ngang như thế này, thì chúng ta vứt bất kỳ cái vật đơn lẻ nào vào trong đây thì nó sẽ ưu tiên đưa xuống cái máy vận chuyển bên dưới đó. Bao nhiêu lần các bạn thử bao nhiêu lần đi nữa thì nó vẫn sẽ đưa xuống máy vận chuyển bên dưới. Tuy nhiên nếu chúng ta vứt nhiều đồ vật có số lượng lớn lên thì nó sẽ chia đôi ra. Nó sẽ chia đôi ra, nó chia đôi một nửa xuống dưới và một nửa sang ngang. Đó, đó là lý do tại sao mà chúng ta cần có rương. Đây, chúng ta cần có cái rương như thế này. Đó, và khi mà chúng ta đưa một món đồ vật ở đó số lượng nhiều vào thì nó sẽ đưa hết xuống bên dưới, nó không đưa sang ngang. Đấy, bởi vì cái tốc độ đưa đồ xuống rất là chậm. Nếu như mà anh em bấm đồ nhanh quá thì nó cũng sẽ đưa ra hai bên như nhau thôi. Nhưng đối với tốc độ mà đưa đồ xuống cái rương nó rất là chậm nên sẽ ưu tiên bên dưới hết. Còn nếu như bên dưới đây mà chúng ta đã lắp đầy cái này rồi thì tất nhiên là vàng nó sẽ không xuống được rồi, đúng không? Và vàng bắt buộc nó phải đi sang ngang, còn sắt nó sẽ đưa hết xuống dưới. Đó, đó là nguyên lý hoạt động của máy vận chuyển nâng cao này. Thì anh em có thể nâng cấp nó ra thành hàng trăm, hàng vạn cái cũng được. Và anh em cũng có thể gọi là để cho nó một cái cung cấp thang. Thì để cung cấp thang thì anh em sẽ làm như thế nào? Thì rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ việc để một cái máy vận chuyển vào trong đây, hướng vào trong cái lò này. Sau đó anh em tiếp tục một máy vận chuyển ở đây. Sau đó anh em để một cái máy vận chuyển đi ngang như thế này. Ví dụ cái rương mình bỏ thang là cái rương này đi. Đó, thì anh em chỉ việc bỏ thang vào đây thì cái máy vận chuyển này nó sẽ đưa thang hết vào trong lò. Và làm sao để điều khiển được là mình muốn cái thang nó vào trong cái lò nào được, đúng không? Thì dễ lắm. Mình sẽ chơi theo kiểu đá điện luôn anh em. Đây, bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em cách làm khá đơn giản thôi. Lóc ở đây như thế này và anh em để đá điện ở đây. Đó, là tức là cái lò này đã khóa lại rồi. Cái ô này đã khóa lại rồi. Và khi mà anh em bỏ thang hay bất kỳ món đồ nào đó vào đây, đó, ví dụ cái này đi, thì nó sẽ chạy và nó bỏ qua cái này, nó không xuống đây mà nó xuống cái ô bên đây. Đó, anh em thấy không? Như khi mình đập cái này đi, mình đập cái này đi và mình bỏ cái món đồ này vào thì nó sẽ chạy xuống ô này. Đó, anh em thấy không? Và đây cũng là cách mà để tiến sĩ gà có thể gọi là phân chia thang này, đúng không? Cần gạt này để phân chia thang, để thang có thể vào đúng với cái lò mà nung những cái vật phẩm này nè. Tức là cái lò nào mà hết thì mình sẽ đưa thang vào trong đó mà nó không cần phải lần lượt qua từng lò. Đấy, khá là đơn giản đúng không anh em? Đó, và nó chỉ cần làm như này thôi. Và anh em chỉ cần nối đá điện lên và anh em để nút đúng với cái khu mà anh em cần là được. Thì đó là cái máy phân loại ở trong sinh tồn, giúp cho anh em đỡ tốn công phải đi chờ. Tức là anh em chỉ cần quăng quặn qua bên đó và sau đó anh em chờ nó nung mà thôi là xong. Và nếu như bạn nào nói với Rô là ở trong sinh tồn làm cái máy phân loại này là bất khả thi thì chứng tỏ bạn đó không có coi livestream của Rô nhiều rồi. Nếu bạn nào hay theo dõi livestream của Rô thì các bạn chắc chắn sẽ biết được rằng mấy bữa nay Rô chơi sinh tồn cực hạn cực kỳ nhiều, đúng không? Và ở trong world sinh tồn của Rô có mấy chục cái máy phân loại cơ bản luôn, mấy chục cái luôn để phân loại vừa nung và tự đưa đồ lên đó anh em. Và nếu anh em nào mà đã coi rồi thì anh em đừng quên bình luận phía bên dưới, xác nhận giúp Rô nha, làm chứng cho Rô nha, để không mấy bạn đó nói Rô nói dối nói xạo nữa. Làm chứng giúp Rô nha. Và đặc biệt là Rô làm ở trong sinh tồn cực hạn, cực hạn mà mình còn làm được huống hồi là sinh tồn bình thường, đúng không? Chỉ có một cái là mình chỉ làm cái máy phân loại cơ bản thôi, mình không có làm cái máy phân loại siêu phẩm nâng cấp như thế này anh em ạ. Tại vì cái máy phân loại siêu phẩm nâng cấp như này nó tốn cái máy vận chuyển rất là nhiều, đồng thời là phải vận chuyển kiểu mình phải đi lên đi xuống đo và canh đồ này các thứ thì rất là cực và phải đào rất là cực. Và tôi thường là một người rất là lười nên tôi không có làm cái máy phân loại này ở trong sinh tồn bình thường, và tôi chỉ làm cái máy cơ bản thôi. Thì mình chỉ tốn công mà đi qua đi lại để sắp xếp quặng sắt và quặng vàng cho đúng cái rương để nó nung thôi, chứ ngoài ra thì mình không cần phải tốn công là chờ nó nung nữa. Thì mình thấy nó cũng khá là tiện. Đâm ra là hôm nay là tiến sĩ gà đã chỉ cho các bạn được một cái khá là hay đó. Thì các bạn cũng đừng quên là các bạn hãy gọi là cảm ơn tiến sĩ gà đã chia sẻ cho các bạn một cái này nha. Nếu anh em nào cảm thấy cái video này bổ ích thì đừng quên comment cảm ơn tiến sĩ gà đã chỉ cho mình. Nhớ nha, comment là hashtag cảm ơn tiến sĩ gà nha anh em ơi. Ok, và tôi cũng cảm ơn tiến sĩ gà rất là nhiều vì đã chỉ cho tôi cái này nha. Ok, và video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu bạn nào thích video này và muốn Rô làm nhiều cái video giống như thế này nữa thì anh em đừng quên like cho cái video này, đồng thời bình luận phía bên dưới cho Rô biết nha. Và nếu các bạn là khán giả của Rô thì một cái Rô và subscribe Bushido, các bạn hãy làm tất cả trên tương tự với các thành viên còn lại trong Hero Team gồm có Timmy, Simmy, Sammy, Kamui, Kagami và Kuni nha. Còn bây giờ hãy tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp. Bye bye.